đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Dàn sau việc chỉ trích nhà thơ gánh mẹ khi đòi Lý Hải bồi thường 4 tỷ. Tiếp tục diễn biến vụ kiện 4 tỷ đồng của Lý Hải, nhiều sau việc lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ đạo diễn của Lật Mặt. Những ngày qua, vụ kiện tụng của nam ca sĩ Lý Hải vô cùng thu hút sự quan tâm của khán giả. Lần đầu tiên người hâm mộ thấy được sự bức xúc của giọng ca Trọn Đời Bên Em khi anh phải lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó, Lật Mặt 4 đã phát hành từ tháng 4, 2019. Tuy nhiên mới đây, vào tháng 12, 2019, Lý Hải lại nhận một đơn khởi kiện từ nhà thơ Trương Minh Nhật khi bắt anh bồi thường 4 tỷ đồng do sử dụng bài hát Gánh Mẹ có chứa lời thơ của ông trước thềm ra mắt Lật Mặt 5. Trương Minh Nhật đã đưa đơn khởi kiện bởi ca khúc Gánh Mẹ có chứa lời thơ của ông trong đó. Dàn sau việc ủng hộ Lý Hải giữa kiện tụng vô lý trước sự việc Lý Hải bị kiện đòi 4 tỷ đồng. Nhiều sau việc như nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Cindy Thái Tài, Phạm Trưởng, Quốc Đại, nghệ sĩ hài Tiết Cương đồng loạt lên tiếng bên vực giọng ca đạo diễn của Lật Mặt. Nghệ sĩ Kim Xuân: tôi biết Lý Hải khi em còn là ca sĩ rồi, khi em làm đạo diễn phim. Ai biết cũng đều quý mến tính điềm đạm, chỉnh chu và đặc biệt em rất đàng hoàng, tử tế. Tôi tin một người tử tế như vậy suốt mấy chục năm sẽ là người sống đàng hoàng suốt đời mình. Những tay bay vạ gió mà em đang bị sẽ nhanh chóng được giải quyết rõ ràng, minh bạch, công khai, mong lắm. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân lên tiếng bên vực Lý Hải. Phạm Trưởng: vụ này không thể kiện và đòi bên Lý Hải rồ bồi thường được, hai tác giả tự giải quyết nhau nhé chú. Làm nghệ thuật thì phải có tâm chút xíu, bài hát đã phát hành lâu rồi, Lý Hải rồ sử dụng lại và đã có ký kết, có xác nhận bản quyền của cục bản quyền. Giờ chú thấy phim hit chú đòi 4 tỷ thì thiệt là... Cả nhà vào xem và cho lời nhận xét công bằng à. Phạm Trưởng lên tiếng đòi công bằng cho người anh của mình. Nghệ sĩ Tiết Cương: gửi anh Trương Minh Nhật, em có biết phụ kiện của anh và nhạc sĩ Quách Bim. Em có xem một số bài thơ của anh và em thấy thơ anh rất chân thật, sâu lắng và tình cảm. Em cũng nghĩ anh là tác giả bài thơ Gánh Mẹ khi anh kiện Quách Bim để đòi công bằng cho anh là đúng. Nhưng khi anh khởi kiện anh Lý Hải sử dụng bài hát Gánh Mẹ trong phim Lật Mặt 4 không xin phép anh và đòi quyền bồi thường thì em thấy anh đã sai và đi quá xa rồi, vì anh Lý Hải vô can cho chuyện này vì sử dụng ca khúc có ký hợp đồng. Xin anh hẳn dừng lại đúng lúc và giữ lòng tự trọng của mình để mọi người còn thương và tôn trọng anh. Cindy Thái Tài và ca sĩ Quốc Đại bình luận về vụ việc của Lý Hải. Bà xã Lý Hải nói về vụ kiện 4 tỷ, sự thật mãi là sự thật. Vợ Lý Hải, diễn viên Minh Hà cũng chia sẻ lên trang cá nhân về bức xúc khi gia đình bị bắt bồi thường 4 tỷ đồng từ nhà thơ Trương Minh Nhật. Cô viết: sự thật mãi là sự thật, lần đầu tiên trong cuộc đời bị kiện đòi 4 tỷ khi đã làm đúng pháp luật. Các bạn, các anh chị ơi, lên tiếng giùm mình và anh Lý Hải với. Đây là cú sốc vô cùng lớn với gia đình Lý Hải. Mặc dù khởi kiện nhưng không thấy anh Trương Minh Nhật, luật sư Phan Vũ Tuấn và ekip của anh kèm theo giấy tờ cơ quan nhà nước xác nhận quyền tác giả, và Lý Hải cũng không đủ thẩm quyền và khả năng để có thể xác nhận điều này. Việc kiện tụng lần này ảnh hưởng ít nhiều về việc quảng bá phim Lật Mặt 5 như đã dự định. Hy vọng cả nhà thơ Trương Minh Nhật và Lý Hải có thể dàn xếp mọi việc thuận lợi để tránh những ồn ào không đáng có.